Đồ gỗ Sơn Hải chúng em hôm nay xin cho ra mắt một bộ sản phẩm đào gõ đỏ tay 12 6 món mặt bao lam. Hàng được đóng với tất cả các chi tiết đều được chạm rất là sắc nét và đóng với một độ dày và chiều cao cao hơn các hàng ghế tay 12 bình thường ạ. Vân được tất cả vân gỗ gõ này bên em đều tuyển đều lựa hết ạ. Hàng siêu đẹp nha quý khách.